Đông Nam Á nay đã đến Việt Nam. Bóp vụn, lắc đều, thưởng thức ngay. Chuyện là chúng ta đã có một cái tình cảm nó ấm áp như vậy, và hy vọng là tình cảm ấy sẽ lan tỏa để tất cả những tiết mục ngày hôm nay sẽ thật sự trọn vẹn. Và chúng ta sẽ cùng đến với đoạn video clip tiếp theo để cùng làm quen với hai chị em Minh Anh và Minh Ngọc. Từ những ngày còn thơ đến khi trưởng thành, có chị có em bên nhau cùng chia sẻ những kỷ niệm cũng như ước mơ sở thích, hẳn là chị em sẽ hiểu nhau và thân thiết lắm. Hãy cùng gia đình song ca đến với gia đình nhỏ của hai chị em Minh Anh, Minh Ngọc để trắc nghiệm xem hai chị em hiểu nhau như thế nào. Sở thích của Minh Anh thì có lẽ là xem những cái video nấu ăn hoặc là nấu ăn. Minh Anh tuy là em nhưng lại là siêu đầu bếp nhí ở nhà. Cô bé thường chiêu đãi những món ăn bắt mắt và ngon miệng cho chị hai Minh Ngọc. Của chị là ca hát và viết văn. Tụi con giống nhau ở chỗ là đều thích những bài trữ tình ballad. Và không thể không nói đến niềm đam mê ca hát của hai cô gái nhỏ này. Cả hai chị em đều là những giọng ca đầy nội lực. Nhân cái cuộc thi gia đình song ca này á, thì chị em con được có cơ hội song ca, tập luyện hát hò với nhau nhiều hơn và tạo những cái kỷ niệm đẹp giữa hai chị em. Mọi người hãy ủng hộ cho hai chị em con Minh Anh và Minh Ngọc nhé. Trong bao nhiêu khó nhọc, mẹ dù con yêu thương con tha thiết, mong cho con luôn luôn ngoan hiền, giấc ngủ no say. Vì đàn con thơ ngây bao yêu dấu, đã hy sinh cho con bao nhiêu tuổi đời. Mẹ đã bên con, mẹ đã cho con lớn. Con khuyên rằng con nên người, mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống, mong cho con luôn luôn yêu đời, sống vô tư. Tình thương cho con bao la biết mấy, những đêm mong con trong tay không. Mẹ yêu dù con nín nhưng con thật lòng muốn nói.
chị em. Hai con gái rất là dễ thương trong cái ca khúc này, mà tại sao mình lại chọn cái bài hát này vậy? Dạ, con muốn thông qua chương trình để gửi tới mẹ giống như là một món quà để cảm ơn mẹ bao lâu nay đã yêu thương và luôn ủng hộ tụi con. Hồi nãy khi mà hai con trình diễn trong tiết mục này á, đến khúc cuối là sẽ thấy rõ nhất cái tình cảm chị em được thể hiện. Mình cảm giác được là chị đang muốn nói với em rằng là bình tĩnh, Minh Anh bình tĩnh, có chị nè, chị Ngọc đây bình tĩnh nè, giờ vô chỗ này nha. Đó là cái tình của chị em mà mọi người cảm nhận được điều đó. Thấy thương lắm. Thế cô nhìn qua cái clip cũng như là đặc biệt là khi con tụi con diễn đến đây á, thì cô thấy hai chị em này quấn quýt lắm. Tụi con cũng khéo cái là tuy rằng nó bị lệch ra một tí nhưng mà hai chị em không bị so le sai, nhưng mà không bị lọt ra ngoài. Và cái đoạn cuối thì con biết dừng lại để nhắc em để mà cho cái ao cho nó chính xác. Minh Anh, chú có biết con đã từng tham gia chương trình về Đầu Bếp Nhí đúng không? Dạ. Tức là cái cô nàng này đó, như trong clip mình thấy đó, ở nhà là giỏi nấu ăn, làm đầu bếp chính cho cả nhà luôn, và mọi người cũng đã biết đến cô bé này rồi. Nhưng mà tại sao hôm nay con lại quyết định đến một cái sân chơi về âm nhạc khi đó không phải là sở trường của con? Dạ, tại vì ca hát cũng là con yêu thích từ bé đến bây giờ. Hôm nay con đến với cuộc thi này là vừa để thể hiện cái đam mê của mình, tạo một cái kỷ niệm đẹp giữa con với chị. À, và có một món quà dành tặng cho mẹ nữa đúng không? Con thấy là hai tụi con còn nhỏ tuổi nhưng mà rất là vững vàng, bản lĩnh trên sân khấu đó. Cô em và cả cô chị nữa luôn dìu nhau, lúc nào cũng có nhau, lúc nào cũng đồng hành cùng nhau. Và cô nghĩ là đây là một cặp song ca mà rất là dễ thương và hài hòa. Cảm ơn cô. Còn với chú Nhã thì sao ạ? Chú cũng đồng ý với quan điểm của cô Trâm á. Hai con đa diễn chung với nhau rất là an ý. Thì cái tâm lý trên sân khấu nhiều khi ngay cả ca sĩ chuyên nghiệp đôi khi cũng bị chật vuột hoài. Chú là cũng là điển hình, chú dễ bị chật vuột lắm. Nhưng mà hôm nay con làm rất là tốt và cái kết nó cũng rất là ok. Cảm ơn ban giám khảo. Rồi, cảm ơn hai chị em nhé.